Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc thành lập ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, gắn với chào năm mới và mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Theo đó, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng ban tổ chức. Hai phó trưởng ban là ông Nguyễn Ngọc Tâm, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, và ông Nguyễn Thực Hiện, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, làm ủy viên thường trực cùng với 36 ủy viên là lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức có nhiệm vụ quyền hạn ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, gắn với chào năm mới và mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Ban tổ chức thành lập các tiểu ban chuyên môn giúp việc, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, tổ chức tốt các hoạt động này, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra.